Con xin chào cha và chào cộng đoàn. Con là Maria Phan Thị Huệ. Con ở từ Nghệ An ạ. Con giáo xứ Kệ Gái, giáo phận Vĩnh ạ. Hôm nay con được lên làm chứng cho Chúa đã chân lành cho con hai bệnh ạ. Một bệnh đau đầu của con là 23 năm ạ. Vì một bệnh thải hóa đốt sống cổ ạ. Và vai gãy xuống hai tay và gót chân ạ. Mà con đi nhiều bệnh viện về bệnh viện ở tỉnh Nghệ An. Ra bệnh viện Bạch Mai thì họ nói chị về chống chúng với lũ chứ không có thuốc mà chữa cho chị ạ. Thì con về cùng uống thuốc bắc một năm, chắc thuốc bắc một năm mà chữa cũng khỏi. Rồi nhiều năm con cũng đau, con uống thuốc lúng tung lắm mà cũng không được. Thì vừa vào mùng 2 tháng 4 vừa rồi đấy thì con có lòng thương xót của Chúa được cha đặt tay cho con. Thì về con từ khỏi từ đâu đến gót chân ạ, khi nào con không biết ạ. Khỏi từ đầu đến gót chân mà khỏi lúc nào không biết nữa. Quá chứ ạ. Con xin tạ ơn Chúa và con xin tạ ơn cha về cộng đoàn để cầu nguyện cho con ạ. Rồi, đưa gửi tặng nhà chị cũng cái máy 365 bài giảng nha. Khỏi từ đầu đến gót chân. Đây là quyết định lòng thứ xuất Chúa năm 2018. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác. Và CD ở trong này nha. Chị có thể vừa đọc sách vừa nghe. Cái CD nó nằm ở trong cuốn sách này. Chị chúc lành cho chị. Rồi, mời con.